Kinh số 25, Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Quyển 2. Phẩm 4, Địa Ngục. Các tỳ kheo, ngoài 4 châu lớn, 8 dạng châu nhỏ cùng các núi lớn khác và núi chúa Tu Di, còn có một núi chúa tên là Luân Viên, cựu dịch là núi Thiết Vi, cao 680 dạng do tuần, dài rộng cũng 680 dạng do tuần, dày đặc kiên cố, do kim cang tạo thành, khó có thể phá hoại. Các tỳ kheo, ngoài núi Luân Viên này lại có một cái núi Đại Luân Vương nữa, chiều cao rộng cũng bằng như núi Luân Viên. Khoảng giữa hai núi ấy vô cùng tối tăm, không có ánh sáng. Mặt trời, mặt trăng có đại oai thần, đại lực, đại đức như thế mà không thể chiếu ánh sáng đến nơi ấy được. Các tỳ kheo, ở giữa hai núi ấy có 8 ngục lớn, đó là địa ngục hoạt, địa ngục hắc, địa ngục chúng hợp, địa ngục khiếu hoáng, địa ngục đại khiếu hoáng, địa ngục nhiệt não, địa ngục đại nhiệt não, địa ngục a tỳ chỉ. Các tỳ kheo, 8 địa ngục lớn ấy, mỗi ngục lại có 16 địa ngục nhỏ trực thuộc bao bọc chung quanh. 16 ngục ấy đều cao rộng 500 do tuần. Đó là địa ngục hắc dân sa, địa ngục phấn thỉ nê, địa ngục ngũ xoa, địa ngục cơ, địa ngục khác, địa ngục nùng huyết, địa ngục nhất đồng phủ, địa ngục đa đồng phủ, địa ngục điệp ngai, địa ngục hộp lượng, địa ngục kê, địa ngục khôi hà, địa ngục trước bản, địa ngục đao diệp, địa ngục hồ lan, địa ngục hàng băng. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà gọi là địa ngục hoạt? Các tỳ kheo, ở đại địa ngục hoạt kia, các loài chúng sanh khi thác sanh có mặt, xuất hiện và tồn tại, thì các ngón tay tự nhiên có móng tay sắt mọc lên, nhỏ dài, bén nhọn, giống như mũi nhọn. Các chúng sanh ấy khi thấy nhau, tâm ý rối loạn rồi, thì dùng móng tay sắt bấu rách thân, hoặc tự rạch thân, rạch đi rạch lại rồi, lại rạch lớn ra, xẻo đi xẻo lại, rồi xẻo to ra, cắt đi cắt lại, rồi cắt to ra. Các tỳ kheo, các chúng sanh ấy ngay trong lúc ấy biết rằng mình bị thương, mình đã chết. Nhưng cũng ngay lúc ấy, do nghiệp báo nên lại có gió mát thổi đến thân họ, khoảnh khắc sống lại, thân thể, da thịt, gân xương máu huyết trở lại như trước. Đã sống lại rồi, vì do nghiệp lực khởi lên đủ thứ bảo với nhau. Chúng sanh các ngươi ước muốn được sống, sống rồi hơn không? Các tỳ kheo, ở trong ngục ấy còn biết chút ít nên gọi là hoạt. Nhưng ở trong ấy lại có biệt nghiệp, chịu khổ vô cùng, bức xúc cùng cực, đau đớn khó nhẫn. Và ở trong ấy, mạng chưa chấm dứt, cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã móng khởi, tạo tác ở đời trước, khi còn làm thân người hoặc thân phi nhân chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa hiện phần nhỏ, chưa hiện toàn thân. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục hoạt ấy, các loài chúng sanh khi thác sanh có mặt, xuất hiện và tồn tại. Ngón tay chúng biến thành sắt hoặc nửa dao sắt rất dài, rất nhọn. Bọn họ nhìn nhau, tâm ý rối loạn, vân vân, cho đến bấu, rạch, xẻ, cứa, cắt đứt, vân vân. Chết rồi, gió mát thổi đến, khoảnh khắc sống lại. Thân thể, da thịt, gân xương máu huyết trở lại như trước. Đã sống lại rồi, vì do nghiệp lực khởi lên đủ thứ bảo với nhau. Chúng sanh các ngươi ước muốn được sống, sống rồi hơn không? Các tỳ kheo, ở trong ngục ấy còn biết chút ít nên gọi là hoạt. Các tỳ kheo, lại vì biệt nghiệp nên ở trong địa ngục ấy chịu khổ vô cùng. Vì khổ chưa hết nên cầu chết không được, cho đến khi nghiệp ác bất thiện đã móng khởi, tạo tác như xưa.
lúc còn làm thân người hay thân phi nhân chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, thì tất cả việc ấy lần lượt thọ lãnh đủ. Lại nữa, các loại chúng sanh ở trong đại địa ngục kia, thời gian vô lượng, khi khổ báo đã hết, thoát khỏi đại địa ngục hoặc, thoát rồi lại chạy tìm cầu nơi có nhà cửa, nơi cứu hộ, nơi nương tựa. Trong khi tìm cầu như vậy, vì nghiệp tội nên liền rơi vào tiểu địa ngục Hắc Dương Sa. Ngục ấy rộng 500 do tuần. Vào ngục ấy rồi, trên không trung mây đen lớn nổi lên, mưa xuống như cát, hạt mưa đỏ rực, sức nóng mãnh liệt rơi xuống trên thân chúng sanh ở trong ngục ấy. Rơi trên da thì phỏng da, rơi đúng thịt thì cháy thịt, vân vân, cho đến rơi nhầm gân thì đốt gân. Đến xương thì rụi xương, đến tủy thì khô tủy, bốc khói, phát lửa bùng cháy tràn lan, chịu khổ vô cùng. Vì chịu khổ ấy chưa xong nên cầu chết không được, cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện mà khi xưa đã tạo lúc còn làm thân người hoặc phi nhân đến nay chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa đổi, chưa lìa, chưa mất, thì vẫn lần lượt chịu khổ trong thời gian vô lượng. Các tỳ kheo, các chúng sanh ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, thoát khỏi địa ngục Hắc Dương Sa, thoát khỏi rồi lại chạy tìm phòng ốc, cầu cứu độ, cầu che chở, cầu nơi nương tựa. Trong khi tìm cầu như vậy, thì lại rơi vào tiểu địa ngục Phấn Thỉ Nhiệt Nê. Ngục ấy rộng 500 do tuần. Bọn họ vào rồi, từ yết hầu trở xuống chìm trong nước phân sôi. Chìm vào rồi bị sức nóng đốt tay, đốt chân, tai, mũi, thân thể, đồng loạt cháy rụi. Cho đến khi nghiệp ác bất thiện mà khi xưa lúc còn làm thân người hoặc phi nhân đã gây ra đến nay chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa đổi, chưa lìa, chưa mất. Lại nữa, các tỳ kheo, trong tiểu địa ngục Phấn Thỉ Nê kia có các trùng sắc tên là châm khẩu đục khoét khắp thân thể chúng sanh trong ngục làm cho thủng hết. Trước hết đục khoét da, đục khoét da rồi tiếp đến đục khoét thịt, đục khoét thịt rồi tiếp đến đục khoét gân rồi sau đó đục khoét xương, đã đục khoét xương rồi dừng lại ở tủy và ăn tủy. Chúng sanh kia chịu khổ khốc liệt cho đến khi nào thọ mạng chưa chấm dứt, mà thọ mạng chưa chấm dứt thì nghiệp ác bất thiện kia cũng không diệt, và vì vậy lần lượt thọ đủ cực hình. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trong thời gian lâu xa, rồi từ tiểu địa ngục Phấn Thỉ Nê kia thoát ra. Ra rồi tự đi tìm cầu nhà cửa, cầu sự bảo hộ, cầu chỗ cư ngụ, cầu chỗ nương tựa, liền vào tiểu địa ngục Ngũ Xoa. Ngục này cũng rộng 500 do tuần. Bọn họ vừa vào ngục Ngũ Xoa, ngục tốt liền nắm lấy tội nhân địa ngục ấy, xô nằm xuống nền sắt rực lửa, lửa đỏ hừng hực. Khi đó các tội nhân nằm ngửa trên nền, để nằm như vậy rồi, đóng hai đinh sắt đỏ rực vào hai chân, rồi đóng hai đinh sắt nóng đỏ vào hai bàn tay, và ngay giữa rốn cũng đóng một đinh sắt nóng đỏ. Bấy giờ, ngục tốt dùng năm cái xoa xẻ thịt tội nhân, đau đớn vô cùng, cho đến khi thọ mạng ở đó chưa hết, thì với những nghiệp đã tạo ấy, lần lượt thọ khổ ở địa ngục kia. Các tỳ kheo, các chúng sanh ấy trong thời gian lâu xa, thoát khỏi tiểu địa ngục Ngũ Xoa, lại chạy cầu cứu hộ, cầu nhà cửa, cầu chỗ cư ngụ, cầu nương tựa, cầu che chở và nơi giúp đỡ. Lại chạy vào trong tiểu địa ngục Cơ Ngạ, đói khát. Ngục này rộng 500 do tuần. Vào chốn ấy rồi, lúc đó người giữ ngục từ xa thấy bọn chúng sanh kia đến, liền tới trước hỏi: "Này các ngươi đến đây muốn điều gì?" Bọn họ đồng đáp: "Thưa ngài, chúng tôi đói khát." Người giữ ngục liền nắm lấy chúng sanh địa ngục kia, xô nằm trên nền sắt đỏ hừng hực, rồi lấy kìm sắt cậy miệng họ ra, rồi bỏ hòn sắt nóng đỏ vào. Lúc bấy giờ, môi miệng của chúng sanh ở địa ngục kia tức thời bị đốt cháy. Đốt môi rồi đốt lưỡi,
đốt lưỡi rồi đốt hàm ếch rồi đốt yết hầu rồi đốt tim rồi đốt ngực rồi đốt ruột già rồi đốt bao tử rồi tiếp qua ruột non, xuống dưới ra ngoài mà hòn sắt vẫn còn đỏ. Cứ như thế, chúng sanh địa ngục ấy trong thời gian đó chịu khổ cùng cực vì thọ mạng chưa hết. Mà thọ mạng chưa chấm dứt thì nghiệp ác bất thiện kia cũng không diệt. Và vì vậy, lần lượt thọ đủ cực hình. Cho đến những việc tạo tác ở cõi đời trước khi còn thân người hoặc phi nhân, vân vân. Như vậy, lần lượt họ ở trong địa ngục thọ đủ các khổ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ấy trong thời gian lâu xa vô lượng, thoát ra khỏi địa ngục cơ ngạ rồi, lại rong ruổi chạy đi. Nói lược như trên, cho đến những việc tạo tác ở đời trước khi còn thân người hoặc phi nhân vân vân. Như vậy, lần lượt họ ở trong địa ngục thọ đủ các khổ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ấy trong thời gian lâu xa vô lượng thoát ra khỏi địa ngục cơ ngạ rồi, lại rong ruổi chạy đi. Nói lược như trên, cho đến cầu chỗ thủ hộ, bạn đi vào trong tiểu ngục tiêu khác. Ngục này rộng 500 do tuần. Vào chốn ấy rồi, khi ấy người giữ ngục từ xa trông thấy chúng sanh địa ngục kia, liền đi tới hỏi: các người này mong cầu điều gì? Bọn họ đáp: thưa ngài, chúng tôi rất khát. Khi ấy, người giữ ngục liền nắm bắt các chúng sanh địa ngục ấy, xô ngã xuống nền sắt cháy nóng, nằm ngửa trong ngọn lửa bừng cháy, rồi lấy kềm sắt cậy miệng họ ra, đổ nước đồng sôi vào. Bấy giờ, chúng sanh địa ngục kia, môi miệng bị đốt cháy, đốt môi miệng rồi đốt lưỡi rồi đốt hàm ếch rồi đốt yết hầu rồi đốt tim rồi đốt ngực rồi đốt ruột già rồi đốt bao tử rồi phá xuống ruột non, xuống dưới ra ngoài. Các chúng sanh ấy trong thời gian đó chịu khổ vô cùng, cực kỳ đau đớn, chịu các khổ ác. Bọn họ chịu khổ cho đến khi nào thọ mạng chưa hết, hoặc nghiệp ác bất thiện kia chưa hết, vân vân. Lược nói như trên. Cho đến việc tạo tác khi còn làm người hoặc phi nhân, cứ như vậy lần lượt thọ lãnh đủ các